cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Đồng thời cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng. Ông Hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03, điều tra vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ông Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An, bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban. Cả hai bị can trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, riêng ông Thảo bị điều tra thêm tội nhận hối lộ. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, C03 đã tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên để phục vụ điều tra trung tướng tô ân sô cho biết thêm hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản